Thưa quý vị, bắt đầu siết chặt giãn cách để ngăn chặn dịch COVID-19, từ ngày 16 tháng 8 đến nay, Đà Nẵng đã trải qua một tháng, ai ở đâu thì ở đó. Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Đây là cơ sở để thành phố tính toán nới lỏng một số hoạt động trong thời gian tới, đi kèm với đó là các biện pháp kiểm soát dịch chặt chẽ để tránh dịch tiếp tục bùng phát. Là điểm nóng dịch COVID-19 tại quận Liên Chiểu, khi thực hiện siết chặt giãn cách, phường Hòa Khánh Bắc đã huy động nhân lực, rà soát để đảm bảo xét nghiệm sàng lọc đúng đối tượng, không bỏ sót. Tính chung 6 đợt xét nghiệm, tổng số mẫu được lấy là hơn 137.000 mẫu. Từ đây phát hiện 7 F0 để đưa ra khỏi cộng đồng. Qua các đợt xét nghiệm thì sáng tháng là để phát hiện kịp thời, để mà truy vết, để mà khoanh vùng, để mà bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng một cách rất có hiệu quả nhất. Khi mà có kết quả dương tính PCR thì chúng tôi đã thực hiện tốt công tác là phong tỏa để mà đảm bảo công tác dập dịch ngay. Trong thời gian một tháng siết chặt giãn cách, ai ở đâu thì ở đó, thành phố tổ chức 7 đợt xét nghiệm diện rộng và đến nay đã hoàn thành 6 đợt với khoảng 1,9 triệu lượt người được lấy mẫu. Kết quả đã bóc tách hơn 400 F0 ra khỏi cộng đồng. Qua cái việc xét nghiệm này, chúng ta đã bóc tách được hàng trăm cái ca F0 và qua đó thì giúp là chúng ta là cơ bản đã bóc tách được hết cái số F0 ra khỏi cộng đồng, đồng thời là giúp không cho cái số F0 này nó phát triển sâu hơn vào trong cộng đồng và qua đó giúp ta kìm hãm được cái sự phát triển của số F0 trên địa bàn thành phố. Ngoài F0 từ cộng đồng, Đà Nẵng cũng đã phát hiện hơn 2.000 ca mắc COVID-19 từ các khu cách ly phong tỏa, nâng tổng số ca bệnh từ ngày 10 tháng 7 đến nay lên 4.574 ca. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực là từ ngày 25 tháng 8 đến nay cũng đã có 1.873 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Tỷ lệ bệnh nhân tử vong và trở nặng cũng rất thấp. Cũng có rút kinh nghiệm từ một số các cái đợt dịch trước đây thì thấy rằng là những cái điều mà bệnh nhân mà có cái bệnh này nặng á, thứ hai nữa là có cái yếu tố nguy cơ cao, thứ ba nữa là mặc dù là họ chưa có diễn tiến lâm sàng nhưng mà vấn đề chống đông sớm thì vẫn là một trong những cái ưu tiên hàng đầu. Như vậy là bệnh viện cũng đã áp dụng cái phác đồ đó thì cho thấy rằng cái biến chứng gần như là chưa thấy nhưng mà là cái hiệu quả là nó rất là tốt. Cùng với việc tập trung ngăn chặn dịch lây lan, Đà Nẵng cũng thực hiện mũi chiến lược khác là tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đến nay, ngành y tế đã tiêm hơn 343.000 liều và đang tiếp tục triển khai tiêm thêm cho khoảng 200.000 người nữa. Cùng với việc kiểm soát các chuỗi lây nhiễm, việc tăng độ bao phủ vaccine cũng là cơ sở để thành phố có thể nới lỏng thêm các hoạt động. Theo tôi, quan điểm là nới lỏng cho một số lĩnh vực hoạt động trở lại là hoàn toàn đúng đắn. Và chúng ta đã trải qua một thời kỳ dài, từ 30 tháng 4 đến nay là hơn 4 tháng rưỡi rồi. Mà chúng ta làm rất nhiều công việc trong tác phòng dịch. Mà càng làm thì chúng ta càng rút được nhiều kinh nghiệm. Mà muốn nới lỏng được thì chúng ta một số biện pháp là chúng ta phải nghiêm thực hiện chế độ phòng chống dịch. Sau một tháng là giãn cách cứng thì hiện nay tâm lý bà con cũng mong có cái sự nới lỏng nào đó. Nhưng mà mong rằng nới lỏng nhưng mà phải đi kèm những biện pháp quyết liệt thì mới giữ vững được cái vùng xanh được. Cái còn không á thì ta làm như vậy, ta nới lỏng thì đâm ra là cũng trong quá trình mình đã cố gắng, mình đã khắc phục rồi, bà con đã chấp hành tốt như vậy. Sau một tháng siết chặt giãn cách, Đà Nẵng cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, thu hẹp nhiều vùng đỏ và hiện đã xanh hóa 28 xã phường. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguy cơ dịch vẫn luôn tiềm ẩn, nên việc nới lỏng các hoạt động cần đi kèm các biện pháp phòng dịch chặt chẽ để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân cũng như bảo vệ thành quả chống dịch suốt thời gian qua.